Thưa quý vị, đây là con đài JVC. Con đài này có model là PCVK300. Con đài này các chức năng hoạt động tốt và có cái vấn đề là dây cu loa bị trùng. Dây cu loa bị trùng. Bây giờ chúng ta tiến hành thay cái dây cu loa. Tôi đã tháo cái đít của nó ra đây. Dây nguồn. Chúng ta tiến hành thay cái dây cu loa của con đài này. Thực ra là nếu như con là con đài này thì chúng ta phải tháo hết toàn bộ cơ của nó ra. Cơ của nó rất là phức tạp. Tháo toàn bộ cơ của nó ra thì mới thay mới dễ được. Cơ con này chúng tôi có thể bằng một cách khéo léo chúng tôi có thể hé nó ra và cũng có thể là thay được. Chúng ta có thể hé nó ra như này và chúng ta đây há nó ra một chút này là chúng ta thay được cái dây cu loa. Đây, dây cu loa của nó đây. Dây cu loa này là dây của máy, theo máy là dây chính hãng. Nhưng mà quá trình sử dụng lâu rồi nó bị trùng. Chúng ta sẽ tiến hành thay vào một cái dây khác. Chúng tôi có rất nhiều dây cu loa. Cái dây cu loa là nó nhỏ hơn cái dây cũ, dây của nó một tí là được.
các bạn thấy là tôi tìm được một cái dây cu loa này, nó ngắn hơn cái dây kia một chút. Rồi, các bạn nhìn đây, nó ngắn hơn một chút này là được. Rồi đó, chúng ta đã đắp nó vào. Người này đòi hỏi chúng ta khéo léo một chút thôi.
ta thả cái dây nó xuống nhá, thả dây vào buli nhá, thả đúng cái buli vào nó. Có những bộ cơ thì thay nó rất là dễ, thay cái dây cua rất là dễ, nhưng có bộ cơ thì rất là phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải khéo léo. Chúng ta lại lắp lại những cái cam, cái switch mà chúng ta vừa tháo ra. Rồi, bây giờ chúng ta cắm điện vào thử nha. Vớt này. Đó, chạy an toàn là tốt rồi. Chúng ta cho băng vào thử đây. Chạy tốt rồi.
đây rồi. Chúng ta thử tua đi tua lại rồi, các kiểu này. Xịt tốt này. Tua đi này. Tua lại này. Chúng ta thấy cái băng này rất nặng này. Cái băng nặng cái này chúng ta tua đi cho nó về đúng cái vị trí của nó nhé. Nó xếp băng là nó xếp nó không đều, nên là chúng ta cần tua lại cho nó xếp cho nó phẳng cái dây băng nó đều nhau thì nó sẽ nhẹ cái băng đi. Cái tua này nó làm cho cái băng nó phẳng, nó đều nhau, nó xếp với nhau thì theo hàng theo đối nó đều nhau thì nó đẹp hơn. Thì mới sau khi mà nó chạy thì nó nhẹ băng, nó không bị nặng cái cơ nữa. Đây là con đài IBC PCVK300, con này chạy hai cửa băng, hai cửa đều vớt cả, hai cửa đều là auto vớt và radio AM FM SVK1 SVK2. Đây là bốn kênh của radio và con này nó có đầu vào nữa, aux vào này, đáp này, aux này, phono này. Này, nó chạy hai đường riêng biệt thôi. Đấy, còn bên đây là chỉnh chế độ của băng metal hoặc là băng chrome. Đi top nhá. Chúng ta cho nó chạy vào đây này. Và đây là vào đây ngược lại này, và vớt thì chúng ta bấm vào đây, nó sẽ vớt. Đó. Thưa quý vị, là hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị con đài JVC với cái 300 và thay cái dây gu loa bảo dưỡng cho nó chạy ổn định tốt hơn. Đó. Đây là cái mặt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị thấy video có hay thì xin bấm theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video mới nhất về các dòng đài khác. Cảm ơn quý vị theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau.